Hello, xin chào tất cả các bác nhá. Hiện tại thì đây bang phái của em đây, Nga Mi phái. Đấy. Hello, em Đào xin chào các bác. Đây. Oh, hello nào. Hello à. Hôm nay thì vừa chuyển cái món quà sang bên kia rồi. Bây giờ anh em mình sẽ phải đi thêm một bước nữa. Đó là đi đường bộ qua bên kia sông để chuẩn bị là trao phần quà của các bác gửi cho em chứa các bác ạ. Thì ở clip trước thì mọi người cũng đã biết là cũng có anh già chưa đi nhỉ. Anh già đang cố chuyển nốt cái chuyến quà em chứa sang bên kia. Già bốn con. Bạn em thôi nhớ gọi anh quen mất tiêu rồi các bác ạ. Hôm nay thì em sắm được cho em chứa. Không phải em sắm mà các bác hỗ trợ em mang đi thôi. Tóm lại là bỏ chút công cùng gộp với lại các bác Mạnh Thường Quân ấy. Em chía thì có cô Phượng ở Thủ Đức giúp 2 triệu. Các bác em tiêu đi rồi thì xin phép em không đọc nữa ạ. Cô chú Sang Phương là giúp 2 triệu 275, tức là 5 triệu 2 hôm nọ là tiêu đi rồi. Chú Hùng cô Phương Hà Nội là giúp 1 triệu đồng này. Anh Mạnh Hưng Hà Thái Bình là giúp 300. Cô Hoa Hà Nội là giúp 500 này. Anh Giang Điện Tử Hạ Long 500 ngàn. Chị ở thành phố Hồ Chí Minh giúp 1 triệu. Anh Ngô ở Văn Quảng, ở Vân Đồn Quảng Ninh giúp 1 triệu. Chú Tám Thanh Hóa giúp 300. Bác Quỳnh Anh Trần ở Mỹ giúp 2 triệu 3. Anh Minh giúp 300. Anh ở thành phố Atherton, California, Mỹ. Hôm trước là giúp 150 đô nhưng mà tiêu đi rồi còn 2 triệu 355 nghìn. Cuối cùng là có cô Phụng, cô giúp 500 nữa. Số tiền khá khá rồi các bác ạ, nhưng mà để mà nói làm nhà thì chưa đủ được. Mong là các bác hỗ trợ cho em chía. Cái này thì anh em trong nhóm mình là cũng gọi là mong muốn các bác cùng nhau hỗ trợ để em chía có nhà thôi, nhưng không phải là em mong muốn để xây cho em gì đâu. Đấy. Đây. Đồng đội đây. Bây giờ là nóng nóng rồi, bây giờ đầu giờ chiều rồi. Nóng rồi anh ạ. 2 giờ hôm nay chuyển quà sang hơi lâu một tí. Hay rồi. Đi sang bên kia là 2:30 3 giờ. Qua đường tắt đi nhỉ anh nhỉ? Ừ, qua đường này này, đường hôm nọ mình đi ấy. Cái chiến nó dẫn đường. Muốn đấy, chỉ có cái này. Nó nên vật ta. Mỗi kiểu, không, cái to mà. Ừ, hôm nọ mình chả đi đường này đường nào. Nhưng mà chỗ này này. Không biết thì để chủ nhà nó dẫn đường. Vâng. Chủ nhà chía, phải không? Phái Nga Mi phái nó hay hơn chứ. Từ từ thôi em ơi. Từ từ để dìu dìu các chị em đi cùng với. To về. Anh già bốn con đang chuyển nốt phần quà. Chuyển xong rồi, bây giờ chỉ lên thôi. Chắc là trò chuyện với em xà một tí hay sao. Hay là anh già ngồi cắt theo đi rồi. Đây, sau khi phần quà. Ở đấy thì các bác cũng thấy rồi. Cái đường này thì nó khó khăn quá. Đâm ra là anh em mình phải chuyển những cái cáp treo kia sang bên kia, không thì không vác giường sang cái đường này không vác được. Hôm nay mua cái võng rồi, cái võng cho em chía rồi. Đấy là của cô chú Sang Phương, hôm nọ cũng dặn mua nhưng mà thấy gia đình là có một cái rồi nên không ấy nữa. Thì hôm nọ cô chú Sang Phương bảo là nếu mà thế thì mua cho em chía một cái, xong thì lấy cái kia đi giả bà nội đi. Đường này nhà em chía được nhiều quà, mình đi lại nhiều mòn đấy. Chưa nay có ai đi đâu. Chị hôm nay mặc cái áo các bác gửi cho nhìn xinh gái nhỉ. Chị ơi. Biết là nhà ông này lúc sau đi đường con mà. Nhìn xinh gái mà. Sao đường con mà sao lông na. Cứ thế phát huy là được. Bác nhỉ, nhìn xinh gái hơn thật đấy. Mặc áo hôm nay chị mặc hơi mận bị mắt mẻ đấy. Dậy phi nhanh thực lực. Không thì chiều nay về chắc là tối rồi Đào. Tối á anh ạ. Ừ, mới được. Hôm nay mình đi tức là lấy giường nó hơi muộn một tí. Xong rồi là mình vận chuyển cái cáp treo kia anh ạ. Chuyển cáp treo nó nhiều đồ quá. Từ từ dìu chị Thắm đi với nhá. Đợi đợi. Đợi đi. Nó mà này. Ui, đây. Ui dồi ôi, mày thế. Em phản xạ được rồi, em nghe thấy rồi. Cái cục đấy mà vào gót chân thì đứt gân. Đau đấy, nhảy nhảy. Ừ.
Đây toàn hoa hết này. Cái hoa này thơm hết đấy anh ạ. Hả? Anh thử làm cái này xong ngửi thơm hết. Đâu? Cái hoa này này. Em ngửi cho anh xem hả? Em ngửi rồi. Em ngửi nhiều rồi. Thơm gì mà thơm cái hoa này. Thơm đấy. Ôi dồi ơi, xuống dốc này rồi. Đến cái chỗ cao cao rồi. May là hai bên đường có cái cây này để mình bám. Đó, bám xuống. À, có bác cũng bảo là phát đường đi cho nó dễ cháu ạ, à, nhưng mà không phát được. Phát xong là không có gì để bám rồi ấy. Ừ, phát xong không có cái gì bám mà không đi, không bám, không đi được nổi đường này này các bác ạ. À. Không phanh được ấy. Không hõm được. Từ từ. Phát đi rồi là không có cái gì bám. Cẩn thận nha, cẩn thận nha. Đi đường này đừng có trêu nhau. Trêu mồm thôi, đừng có chơi, trêu chân tay. Không phanh được rồi. Mama thôi làm. Ờ. À chị. Cái gì? Hôm nay à. Chị nó bảo là đi cẩn thận lắm không đây. Ừ. Em người em biết tiếng Mông em không nói được à? Em có nghe thấy đâu, em hơi đi mạnh tay rồi. Chị bảo đi sợ đêm không biết đây. Ừ. Đó đây. Đây này, báo cái này, báo cái này, báo cái này. Báo cái cây này là được. Chị báo cái đấy. Em có báo được không? Được đi. Được rồi, mày chơi. Cái vực này sâu quá các bạn. Bỏ dép ra chắc đi dễ hơn nữa. Bỏ dép ra em ơi. Bỏ dép ra mình cảm nhận được ấy. Ai xuống được rồi. Bỏ dép ra cẩn thận trơn ấy. Nào. Nào. Cẩn thận nhá. Trơn đó anh ạ. Không cần được, cái này còn treo lên lửng kia rồi. Lo to chứ tao. Nó đi còn quên hơn mình ấy chứ. Ôi giời. Thấy chưa? Một bước luôn phải không? Đúng ạ. Đi. Qua chỗ này nữa là hết rồi. Qua chỗ này là hết, hết, cũng nguy hiểm. Mình cũng phải nói là nguy hiểm luôn đấy. Không phải là đơn thuần nó là khó các bác ạ. Đây này, các bác có thể là nhìn thấy cái bên dưới này nó có cái vực khá là sâu nữa. Nên là phải đủ bản lĩnh mới đi qua được. Chị đủ sắt, vòng một cái, đây. Đến lượt em rồi. Rồi ai cũng đến lượt thôi. Đủ cái này cho đứa đọt sắt. Sợ đang đu vào đây xong đó đứt ở gốc cây giả vậy xuống bên đây luôn. Cái này cắt tay ấy, cái lá ấy. Em cầm đây. À. Cầm đây. Thoát rồi. Qua khỏi đoạn nguy hiểm rồi. Đây đây mát rồi. Hả? À? Mát rồi. Mát. Tí sang bên kia lại nóng ngay giờ. Lên dốc là lại nóng. Ừ. Đây này, cái vực vừa nãy các em bảo nó cao này cơ mà bác. Chẳng may mà rơi xuống thì nó chả ấy à. Nát người ấy. Nhờ đào nhờ cái vực mình vừa bảo là nguy hiểm ấy đây này. Qua được. Yếu tim, đào yếu tim, yếu tim người ta phải yếu tim đừng qua, đào yếu tim vẫn qua mầm nhỉ. Biểu hiện của sự cố chấp. Sự lươn lẹo. Em có lươn đâu, em là thích mà. Bắt đầu nhìn thấy sông rồi các bác ạ. Vừa nãy thì anh em mình qua những cái bậc này.
Đây cung đường em cũng đang bảo là đổ bê tông cho bà con ấy. Thì bây giờ thì cũng được hơn 17 triệu rồi. Mong các bác là sẽ cùng nhau chung tay cùng các mạnh thường quân khác nữa để giúp cho bà con có một cái gọi là cái tuyến đường ấy, đi lại cho nó dễ dàng hơn ạ. Đường này tương lai chía chả đi nhỉ. Nước trong phết. Ở đây nếu mà giặt quần áo là phải xuống dưới này rồi em. Nên chú con chờ cho con đi nhỉ. Dưới này ấy. Tắm rửa cũng xuống dưới này, thấy các cháu trẻ con nó xuống dưới này. Ra đây xuống với nhau đi mà. Dưới này hết đấy. Đây thì có con sông ngày mai mà có con sông ấy nhỉ? Có con sông, bà con sinh hoạt cái gì nó cũng dễ hơn một tí. Nhưng mà tội là từ trên ngọn đồi kia xuống đây cũng không phải đơn giản đâu. Chẳng qua là có còn hơn không. Một hồi lâu thì bây giờ anh em mình đã đến khu vực quà đáp, đáp quà ở đây rồi. Kéo không? Chờ thì kéo. Chuyển một ngày được bằng này á? Một ngày được bằng này thì sao anh? Cho này mang lên trên kia nữa rồi. Tôi có đổ từ... Ờ? Mẹ, ủi nắng tỏ con đi chưa? Con thì cũng tỏ ít khô mến tế, ẻ mến tế ở chung cho tao. Em muốn hơn chết rồi nhá. Như thế nào? Chuyển lên trên nhà một... Tức là một ngày vẫn được nhiều hơn cái này phải không? Được nhiều hơn, chuyển lên trên kia nữa rồi. Cái này cái gì đấy? Sao này để làm bài gì này? Để khênh đi à? Con đi lại có gì hết đi. Bây giờ thì lại một cuộc hành trình nữa lên nhà của em Chía các bác ạ. Không phải là từ bên kia kéo về đây là đã xong, mà cũng phải một đoạn đường nữa. Nặng phết đấy cái kia. Cái đống thịt, đống quà các bác gửi đến Chía. Anh già còn quay lại lần nữa không nhỉ? Lô chí tôi thì cô. Lô chí á chị kì chụp sao vậy? Sao cứ chơi sao? Hả? Anh chờ cho các tôi đi nhỉ? Tạ. Bác được cái này không? Là được hết. Anh ạ. Ô cứ chơi đâu. Ô cứ tàu chị đâu? Cứ tàu mà. Tàu mua. Bảo là được. Được cái gì? Bảo là bác được. Chị sẽ tàu. Được cả cái đấy này hay là chia đôi ra? Nặng quá chia đôi ra. Ê tàu chị tàu, chị tàu mà phải là. Ê tàu bảo được. Đi, đi. Mua. Mày tốt ẻ tao chứ tao. Ẻ tao á. Ai da. Cứ gọi cả cả xóm đến à. Đi nhà anh nhỉ. Ai da, xíu chơi được thật đấy. Từ từ mua chị. Từ thợ à? Từ thợ à? Đây nhà em Chía đây các bác ạ. Nóng chưa? Nóng rồi anh ạ. Đây là Chía hôm nay nhà cửa sạch sẽ đấy nhờ, được đấy nhờ.
Đây này, trên nhà nhìn sạch sẽ lắm rồi các bác ạ. Mặc dù là nhà đất, nhà trình ấy thôi nhưng mà được cái là cũng tương đối. Nhà không có đồ. Không có đồ gì nữa. Hôm nay các em không mang gạo cho em Chía đâu. Đây này. Bởi vì nhà em Chía hôm nọ các em mua nhiều rồi. Tiêu chưa hết. 2, 4, 6. 6 thùng. Đây. Đôi 2. Đây. Mình cất lên gác cả hoa như thế này thì cũng đỡ. Đây này, đang bảo cái võng này hôm nọ là bà lấy về xong rồi là già lại chạy lên lấy cho. Đấy. Rất là tuyệt vời. Hôm nay có võng mới rồi. Có võng mới rồi, lấy cái cũ này đi giả nhá. Lấy đi giả, cởi ra luôn. Ừ. Mình không cần nữa. Em xem cái kia ở đâu rồi? Đây em. Đây. Một đôi xe à. Trả bà đi. Giờ bố tụ bò á. Cái này của cô chú Sang Phương này, em Chía này. Tụ bò à, thế từ giờ Sang Phương nhá. Đưa ba tôi. Đấy, thoải mái là... Tốt cho tí đi xả. Tí mang đi giả bà luôn không thì... Mai mốt lại về lấy lại mệt lắm. Khi đi xá, khi con đi kìa. Đây thấy chưa, cái cũ kia nó có cái này đâu. Cái này có cái móc này. Cái này người lớn còn nằm được. Thoải mái. Đấy. Nhưng cái này nó lại vướng cột đây giả. Này nó vướng cột. Hả? Sao? Tí lùi cái này vào trong này. Đấy, người lớn như em Chía em còn nằm ngủ được. Cái này ấy. Bây giờ hai mẹ không, con nằm còn được. Cái cũ kia như là cũng đan lại làm lại rồi đấy. Cái cũ kia nó chỉ ngắn mẩu, độc chồi trẻ con nó nằm được thôi. Vâng. Còn không phải cái này. Chết một bể một khía. Nhưng mà bà bên bà nội là lấy về hôm nọ già lại quay lại lấy. Khi bến đi múa nhỉ? Hôm nay bỏ luôn nhỉ? Giả bà đi. Giả đi. Nó không thèm ạ. Vướng gạo. Chia múa. À buộc đấy á. Ui, buộc đấy sợ là Chía này. Sập nhà đấy. Sợ không phải em? Ơ kín đà. Nó cái này. Chia. Chia. Ơ đó nó chỗ này là cảm ơn các bác các cô nhá, hôm nay hàng xóm đến đây giúp em Chía cũng đông các bác ạ, đông lắm. Vận chuyển các đồ đạc lên trên này, cái này thoải mái nằm hai mẹ con luôn. Hai mẹ con người lớn cũng nằm được mà, cái bé kia mới là không nằm được, cái này thoải mái luôn. Chưa bỏ bác xem chị để xem nó dài không? Xong thì tí cho em Chía nằm thử luôn chứ nị. Ui dồi, cái kia sợ bé bé ú, mẹ mẹ ú. Xong thì tui tu ní, xoay tu ní. Nhìn nhau ta sao? Không bé đâu. Trẻ con. Cái này cái váy chắc lắm anh ạ. Cái này trời thì cứ chua hả? Người lớn là không được đó. Được không ạ? Tao đó. Em Chía nó ngồi được không ạ? Con đi tu mới nhờ dầu tao xưa đó. Nhờ dầu tao. Đấy. Lớn chắc không sợ cái dây kia đứt. Thử nào Chía. Ô xì ô. Thử nào. Ô xì ô. Không được đâu. Tao đây. Ô xì ô. Ô xì đố vụ có. Thử xem là có. Ok không biết được chứ. Đứt ra. Hôm nay cười tươi thế nhỉ. Cười. Cô Chía hôm nay là cười rất tươi. Đấy. Cái này được cả ngày đấy nha. Đu này được cả ngày luôn. Cái kia mang lên cho giả mẹ nhá. Giả bà nội nhá. Dù mà bố tù bò nhá. Dù bò cua. Đấy. Vui không? Thích không? Cháu sinh tù bò từ giờ sang Phương vỡ. Cháu tù bò từ giờ mới mang cho bà thôi. Cháu không muốn xuống luôn. Sướng quá là bây giờ là cứ ngồi đấy luôn các bác ạ. Đây hôm nay còn ngoài ra cũng có khá là nhiều quà đây. Cái này thì không biết là tối này lắp còn kịp không? Cái giường ấy. Em sợ không kịp đấy anh ạ. Sợ lắp giường không kịp mà nếu mà không kịp và để đây già lắp giúp em Chía được không?
tối mất rồi. Đi chợ bác tù tù chế uống nước chanh đi về. Đi hả, nếu bác uống chả sẽ đu anh nè. Hả, được được không? Có bao mà. Mua chanh đi. Nếu mua châu, nếu tự uống tàu tàn ấy, bác mua. Anh già bảo ừ được thì anh lắp cho. Ừ, bởi vì là tối mất rồi, sợ là tí nữa qua cái vực kia không đi được ấy. Chả đu thế mà, bảo rồi. Nhá, có gì giúp hộ đồng đội mới nhá. Can thủ đối mình thì tê mà mạo. Anh già một tí lắp cho. Thế thì nhưng mà vẫn phải để ngoài này hay là chuyển này trong nhà? Để ngoài này đấy nhỉ? Vâng, tí anh để ngoài này. Cho con cái mình gì mà. Tí nữa ấy, thì bây giờ là ấy để nhận cái phần quà thôi các bạn. Để tạm đây à? Tạm ngoài này. Cho con đi. Để ngoài ấy. Ok. Các okay. Phần quà trước thôi nhỉ. Các bác đợi một tí. Em Đào sẽ là chuyên về gọi là những cái khoản tiền các bác gửi đến ấy, thì sẽ là người coi như là nói nó oai hơn một tí, gọi là kế toán. Các bác nhỉ. Nói thế cho nó oai. Còn chị Thắm là chuyên editor, còn em bé là chỉ được mỗi cái mồm. MC. MC thì cũng chưa hẳn là MC, nói chưa hay, các bác chưa đăng ký nhiều là chưa được. Các bác hôm nay thì có vào nhà của em Chía thì có sử dụng một túi nhu yếu phẩm. Đây, có người gọi. Một túi nhu yếu phẩm là 145.000 đồng này. Thịt là vào 1 cân 130.000 đồng, cộng với đậu ấy là vào 20.000 đồng. Võng là vào 150.000 đồng, chiếu là 70.000 đồng. Tổng tiền hôm nay thì có chi đi hết là 515.000 đồng. Thì trong đó thì hôm nay sẽ vào nhà của em Chía và sử dụng cái số tiền của các bác các cô sau đây. Vì là thời gian vừa qua có bác Quỳnh Anh Trần ở bên Mỹ, bác có gửi là 100 đô ấy, thì bác dặn bảo là thôi thì vào trong xem nhà của em Chía thiếu cái gì thì mua. Vừa rồi này thì vào trong này thì cũng cơ bản là mọi thứ là bây giờ cũng tạm ổn rồi, còn thiếu mỗi cái giường thôi, thì con cũng thay mặt cô đi vào trong này là sắm cái đồ đạc cũng như là cái chiếc giường ngày hôm nay. Thì ở trong này là 515 cộng với là 1.3 triệu là vào 1.815.000 đồng, là hôm nay con sẽ sử dụng số tiền của bác Quỳnh Anh Trần đây. Đây ạ. Cháu bé sẽ trừ đi là vào 150.000 đồng nhé. Cái số tiền đấy là món quà của cô chú Sang Phương là dặn là mua cái võng. Em trừ cái chỗ đấy đi là 150, 515 trừ đi 150. Trừ 150 anh? Ừ. 365, tức là cái số đồ đạc quà cáp ấy. Đây này các bác ơi. Cái gạo này em lấy lên để đi thăm hoàn cảnh khác nhá. Hôm nay em không lấy gạo cho nhà em Chía, em Chía còn nhiều quá. Đây, tu nhu yếu phẩm đậu thịt em vừa kê khai báo ở trên đây. Đấy. Đây, bác Quỳnh Anh Trần nhá, em Chía đâu ra đây. Con lòng đi ấy. Đây, quà mình nè. Xem nặng không? Đấy, chị Uyết tay đấy, đùa đâu. Nhá, bác Quỳnh Anh Trần nhá, giúp đỡ cho gia đình mình. Cả cái giường nhá, cả cái giường. Đấy. Lúc con đi này, thế lúc chai này cho tụi bò Quỳnh Anh Trần cho nó. Hôm nay là nhà mình là nhận được cái món quà nhá. Bây giờ thì xin phép là các bác là vào trừ luôn cho các bác xem. 2.300.000 của bác Trần Anh, Quỳnh Anh Trần. Trừ đi một chiếc giường là 1.300.000 này. Trừ đi 300 bao nhiêu kia? Trừ đi 300, còn 315.000 anh ạ. Đấy ơi, đây này. 365. 365, trừ đi 365. Vậy là gia đình của em Chía trong cái khoản tiền 100 đô của bác Quỳnh Anh Trần là còn 635.000. Đấy, đây là đã trừ một chiếc võng nha. Tức là trừ thêm cái khoản tiền của cô chú Sang Phương ở bên Mỹ ấy. Đấy, cô chú bảo là dặn là cái số tiền của cô chú còn dư lại là 2.275.000 này, hôm nay con trừ đi là 150.000 nữa. Em Đào về trừ cái chỗ này đi nhá. Vâng. Ok, để cho nó dễ. Xong thì để số tiền bác bảo tìm dê, nhưng mà cái dê ở trên này thì cũng không phải là mình cứ tìm là được ấy. Đi tìm phải cũng hơi khó khăn một tí. Nói chung là các bác đã dặn rồi là sẽ mua, nhưng mà gọi là một lúc chốc lát nên là sẽ mua chứ không kịp. Bởi vì dê là nó không phải là cái đồ có sẵn, thì bà con người ta, nhiều người người ta có, nhưng mà không phải là mình cứ mua là nó bán ấy. Đâm ra là cô chú Sang Phương là cũng thông cảm cho các cháu, tìm ra được một cái trong cháu cũng dắt vào luôn chứ cũng không giữ ấy. Đấy. Thế thôi là xong về phần món quà của cô chú Sang Phương. Món quà của cô chú Sang Phương cũng phải rồi, 150.000 đấy. Và
Bác Quỳnh Anh Trần là còn dư lại là 635, đúng rồi. Hôm nay sẽ bàn giao lại cho gia đình em Chía cái đã, cho nó xong việc đã. Xong thì mình trò chuyện cái công việc khác các bác ạ. Xong thì còn một số những cái khoản quần áo các bác gửi lên đấy. 500, 600, 602 này, 603 này. Ui dồi ơi, sao lại chuẩn thế này, vừa tròn các bác ạ. Không thì nói thật là em đi làm ấy, cái chương trình này mình nói ra thì các bác lại bảo mình thế này thế kia, nhưng mà gần như là em đi nhà nào, hoàn cảnh nào cũng hay bị lỗ mấy chục. Nhưng mà tính ra cả tháng thì các em đi làm là cũng vào gần 1 triệu đấy. Anh ấy, Đào biết này. Kiểu là cứ mỗi nhà mình cứ gọi là thôi thì 35 hay 6, ví dụ là 635 như em ngày hôm nay thì mình không có tiền lẻ lại đưa cho em Chía là 650 chẳng hạn như thế. Hay là mất đi là tầm 15.000, nhưng mà gần như là ngày nào cũng bị thế. Xem ra là có tiền đấy đây, 635 này. Bác của anh Trần nhá. Con đi là tụi bò, bố ta đứng giữa cha tôi ấy. Thì ở trong cây này cái giòn nữa hay chẳng suối có nhiều chỗ 30 này, 35 này. Ok nhá. Chào phùa, bé chào chí xe. Đấy, xong chưa? Cảm ơn nhìn vào đây, cảm ơn bà. Thầy vô thì dám mang muốn nhìn vô chào thầy phùa. Mang muốn nhìn vô thì tôi chào. Hôm nay thấy vui nhỉ, được cái võng với lại những cái món quà của các bác nữa. Thì còn đâu cái số tiền của các bác còn lại ấy, ngoài cái số tiền của cô chú Sang Phương ra, thì cháu bé cũng xin phép là bây giờ là mọi thứ trong nhà của em Chía cũng ổn định rồi, thì xin phép là sẽ gọi là tiêu mua ít đồ đạc thôi, để mà đến ấy, mình còn dành một tí tiền để tính là cũng sang sửa một tí cái căn nhà cho em Chía này. Vì là nhà cửa của em hiện tại là cũng bằng cái cây tre, cây nứa, cây cỏ voi ấy, cắm xung quanh nhà thôi. Vừa qua thì các bác cũng hỗ trợ thì cũng quây được cái phần bạt cho gia đình rồi. Trên này cái mái này cũng tạm ổn. Nói chung là mái này thì nó dễ cháy thôi, nhưng mà tính ra là kể hứng nước mưa uống thì vẫn ok. Hơn là cái tấm ấy này, tấm polo thì nhiều bác cũng bảo là bệnh, không biết là phải không. Nhưng mà các bác, nhất là các bác bên Mỹ ấy, có bác còn tâm sự với em bảo là ở bên nước ngoài các bác ấy là thuê người đi phá dỡ cái này cũng phải hết rất là nhiều tiền thì người ta mới chịu dỡ cho. Đấy, đâm ra là nó là như thế. Thế là xong rồi, nhà xong phần quà rồi. Nhà em Chía còn số tiền của cô Phượng Thủ Đức 2 triệu này. Cô chú Sang Phương này lúc nãy là 2.275.000, chưa tính trừ cái võng 150.000. Chú Hùng, cô Phương chưa tiêu này, anh Mạnh Hưng Hà Thái Bình 300, cô Hoa Hà Nội 500, anh Giang Điện Tử Hạ Long 500, chị ở thành phố Hồ Chí Minh 1 triệu, anh Ngô Văn Quảng Vân Đồn Quảng Ninh 1 triệu, chú Tám Thanh Hóa 300. Bác Quỳnh Anh Trần thì hôm nay đã ok rồi nhé. Anh Minh 300.000 đồng. Anh ở thành phố Atherton, California là còn 2.355.000 để phòng trừ hết gạo sẽ sử dụng đến số tiền của anh này với chị Phụng. Đấy, thì ngoài cái số tiền của cô chú Sang Phương ra thì với lại có anh ở thành phố Atherton ấy, là sẽ dành cho những tháng ngày cho em Chía. Còn đâu thì những số tiền còn lại của các bác Mạnh Thường Quân ấy, thì xin phép các bác là cho em bé cũng xin sử dụng cái số tiền này dành để sang sửa lại nhà, cũng như là đúng hơn là muốn là các bác sẽ cùng nhau giang tay giúp đỡ cho một cái hoàn cảnh rất là tội cũng như là khó khăn như em Chía đây. Chồng thì cũng đã mất, bây giờ ở riêng, lúc ở riêng các bác cũng biết là bên nội cũng như là chia được một cái võng về, thì bây giờ là cũng về lấy, cuối cùng anh già anh cũng lại phải đuổi dí đi theo để mà lấy về, thì em cũng thấy là rất là tội cho em Chía này. Hôm nay là cũng đã xong xuôi về cái khoản đấy, thì cũng mong là các bác hỗ trợ cho em Chía để cho có cái nhà để sinh hoạt ăn ở cho nó được gọi là an toàn cũng như thoải mái hơn. Phần đất giải quyết xong rồi, vợ chồng anh già đã đồng ý cho đất cho nhà em Chía các bác ạ. Bây giờ là liên quan đến cái mấy phần quà của các bác gửi đến cho em Chía này này. Đây, hôm nay đến với lại hoàn cảnh em Chía thôi, thì tất cả ở đây cũng đều có cái tên các cô ghi hết rồi, nên là mình sẽ đọc chung trong phần quà. Em Chía về đây anh bảo nhá. Đây, đây là phần quà đâu, đây này. Cô gửi một phần quà, đó chính là món quà của cô Đỗ Thị Thơ, cô Lê Thị
Viện, cô Lê Thị Vệ này, cô Phùng Thị Bảy này, ở Chi Lai, Đồng Thái, Ba Vì, Hà Nội. Đấy, gửi Linh Văn Bé đây, số điện thoại của con đây. Các cô nhờ cháu chuyển giúp quần áo này cho nhà Chía. Cháu Chía dùng bao nhiêu, còn chia cho các hộ hoàn cảnh khác. Em Chía nhá, cô dặn là thế này này. Nhà mình vừa rồi cũng nhận được khá nhiều rồi, và các cô lại tiếp tục gửi lên trên này thêm ấy. Thì cô dặn bảo là tí nữa thì sẽ mặc được cái nào thì mặc, còn ấy thì chia cho các bà con hàng xóm ở phía bên đằng kia nữa kìa. Người ta ngồi đây cũng khá là đông này các bác. Đấy. Cho con trời Mỹ trả phải phụ lợi cho nhé. Cho nhé là cho bò đỡ tội nhá, để dễ chia thôi. Còn là chỉ trả phải phụ lợi thế nhé. Ở đây. Còn thêm là một món đây nữa này. Cái này là... Em xin lỗi các bác là phải để đất nhé. Cái này là thực ra là một cái thùng quà khá là to các bác ạ. Thì hôm nay các em là phải chia ra. Tức là bởi vì cô ghi là nhà em Sơn với lại nhà của em Chía này là một trong một thùng ấy, nên là chúng con đã cởi ra cũng như là xem cô ghi là như thế nào. Thì cô bảo là bì này gửi cho mẹ con cháu Chía đây. Đây là của cô Trúc ở Tân Bình, đúng không? Ở Ninh Bình anh ạ. Ở Ninh Bình, Ninh Bình. Cô Trúc Ninh Bình. Cháu xin lỗi cô nhé. Đây là món quà của bà Năm. Bà Lê Thị Năm, xóm Nam Phú, xã Thọ Vinh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Bà ghi rõ là gửi cho hai mẹ con em Chía này. Ngoài ra thì còn có thêm là một món quà nữa, đó chính là của cô Nguyễn Thị Loan này, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Không ta? Đúng không? Hình Ba Đình hội, nhưng mà em nghĩ là như thế. Đấy. Là cô đã gửi đến cho mấy mẹ con em Chía. Thì vừa qua là các bác cũng biết rồi, em cũng không nhận rồi. Tức là cái món quà này từ lúc em bảo là ngưng là các bác gửi đi mất rồi ấy. Đâm ra là các em là cũng lấy vào nốt lần này nữa. Xong rồi còn đâu thì em Chía cũng chia cho hàng xóm mà, nên là các bác cũng cứ yên tâm. Tức là nhà nhiều thì nhiều rồi, nhưng mà em ấy như hôm nọ các em lên trên này cũng sau khi xong xuôi là bà con cũng vào, em Chía cũng lấy cho mỗi người mấy bộ về để cho mọi người cùng nhau được sử dụng. Em Chía vào đây đứng để xem phần quà nào. Xem đi. Lò ni đó. Đây là phần quà của bà Lê Thị Năm đây. Rất là nhiều. Dao thì dao mới, sợ là rách quần rách áo của bà gửi lên là chết. Từ nhà gửi lên không việc gì lên trên này các cháu này. Như thế thì có lỗi với các cô quá. Đây. Cái dây này để phơi quần áo này em Chía này. Bà chắc là nhà bà làm may hay sao phải không ạ? Nếu mà phải thì comment cho chúng cháu xem nào. Bởi vì là trước cháu cũng đi làm việc ở trong Sài Gòn ấy, cháu cũng hay có cái này. Đây, áo này mặc cho trẻ con này hợp lý quá các bác ạ. Ấm áp luôn. Mặc cái ấy cho con. Nó nên đi sạc ăn trà, nên muốn đi phải ra muốn đi luôn nha, tôi sạc ăn trà. Chía gọi bà con về để lấy quần áo. Nè sạc ăn trà nè, nên sạc ăn trà, nên sạc ăn trà. Chía gọi. Em Chía chia. Em mở nhanh nhé. Ok. Mở ra. Đây Chía ơi, xem cái nào con cái nhà em mặc được ấy thì em lấy cho cháu đi. Đây. Ở số lúc từ hù với nhiều mà. Cái này của con gái. Cái này là Minh Trai. Các bác sang bên đây nhiều lắm các bác ạ. Hóng ấy. Chị hóng. Vâng, em Chiếu gọi mà. Em Chiếu ấy. Nhiều ơ. Đây các bác. Nó áo này cho con đi. Này cho taxi ạ. Ở đây cái quà thì để em Chía em nhận. Bởi vì là quần này, áo thì của em Chía nhá anh. Cái bánh kẹo để cho mấy đứa một tí chứ. Đây cho mấy đứa một tí chứ cho vui chứ. Không chợ. Cấm mộ. Ô. Phần quà đấy. Phần quà này phần quà của bà. Bà Loan nhỉ? Bà Loan. Đây là con này đến đây. Đây vợ anh già này. Về đây xem nào. Vâng, con chào bà. Nhiều nó tốt thôi nào. Mua.
nó nè này, bốc bây giờ nó. Ồ, tài hồng nhìn xíu luôn. Bánh kẹo với cái đồ đạc cái nhu yếu phẩm bà gửi cho em Chía thì cứ để cho em Chía. Em Chía kiểu là em cái này em Chía thì gọi mọi người sang lấy thôi, không không phải là chê nhưng mà kiểu là cũng san sẻ mỗi người một tí để mai. Tại sao lắm này? Cái này em trẻ con này của người Chía hợp lý. Cho mình nhổ câu là gan nhổ nó không? Lấy cho con. Ăn sáng thì nó no là số. Nên phải nên mà. Có á, no. Bà vừa bảo là không lấy à, Chía lắc đầu thôi. À, y là không lấy nữa. Em mở nốt bao này nhá. Em mở nốt đi để cho gia đình em Chía em cái này thì em Chía tự ấy thôi nhá. Tự gọi là tự quyết thôi. Em không quyết được. Cho hết à Chía? Hả? Chị bảo là Chía cũng nhiều rồi là chia sẻ cho bà con hàng xóm nữa. Còn là ở đây thì ai cũng thiếu ăn thiếu mặc thôi. Cái này đẹp này. Cái này mà ấm. Cái này đẹp. Lấy phải thử phải. Chía nó cho hết cho bà. Làm không? Hết luôn chị ạ. Đẹp không anh già? Đẹp. Tuyệt vời đấy nhở. Đó là phải. Ở đây nhìn như kiểu hai cái nhở. Hai mà hai cái áo. Một cái à? Đúng rồi. Nào ilu. Rồng vậy giờ thao luôn mà giờ ilu chứ. Áo mốt lắm. Bài thì luôn là pa. Nhớ pa. Bà con là đến đây xem rất là đông nhá chị nhỉ. Con dao của mình á chị ạ, cất đi. Cái này là của em chứa sách vào nhà cho em chứa. Ô bây giờ này tiếng có yếu tố đi sang nhà. Lấy khẩu thế kia, pha một chân nhị tâu. Em thay cái áo này thế nào? Em thay mặt. Ô mù na lúc học chí tiết lúc xóa nít tôi. Bố mê nhựa lắm. Mò nò lắm. Mùa. Mù na tôi vô à bò xua. Mặc cho bà vui, bà xem là có vừa không ấy. Ô chứa cho hết sạch rồi. Chía cũng được mà anh, mang vào trong nhà hết rồi. Chía lấy rồi, lấy một phần rồi. Tức là em Chía bảo là cái nào mà con cái của em ấy mặc được thì em ấy sẽ mặc, còn cái nào không mặc được thì cũng chia hàng xóm. Với lại hơn nữa là các bác cũng ghi rõ ở đấy là như thế, thì hôm nay lên thì cũng em ấy cũng cho hết, nói chung là cho phần nhiều cũng tốt thôi các bác nhỉ, bởi vì là người có rất nhiều, người không có thì nó cũng không hay. Đấy là cũng là một trong những cái ý kiến của chỗ em Chía. Thì thôi còn đâu là những cái phần quà của gia đình, phần quà em mới cất rồi rồi chứ. Cất rồi anh ạ. Cái này của gia cảnh khác thôi các bác. Cái này của gia cảnh khác. Và trong này xem là các bạn để các bác xem. Đây các bác. Thì vừa rồi là các bác gửi nhiều ấy, thì có chăn thừa này, gối thừa này. Đấy, hai cái chăn nhé, một cái trên một cái dưới này. Tức là có hai cái chăn rồi có cả gối các bác gửi lên đấy. Đây quần áo của em Chía này. Đây. À, dưới này một thùng nữa và dưới này một thùng nữa này. Đây. Và cái bên này nữa này các bác. Gạo các bác gửi cho. Đấy. Dưới này thì còn có thêm là cái bao tải quà của các bác gửi lên nữa. Đây. Thì hôm nay là tất cả những cái đồ đạc của các bác gửi lên mà về những một số những nhu yếu phẩm đồ đạc ấy thì em Chía là em cũng đã để riêng ra đây rồi. Còn đâu là những cái món quà của các bác khác ấy, ngoài cái phần quần áo thì em Chía là chia hết cho mọi người. Cho nên là cũng ý kiến cá nhân của em Chía cũng như là thấy cô ghi như thế. Thì nhân tiện lúc đấy thì em cũng đọc qua nên là em Chía em cũng nắm được cái tình hình như thế. Em cũng chia cho bà con là phần đa rồi. Đấy. Còn cái chiếc giường này, đây này, chiếc giường hai mẹ con ngủ nghỉ nó quá thấp là một, thứ hai là những cái không an toàn. Thì vừa rồi em cũng bảo là lấy một cái giường để mà cho em Chía là 1m2 thì cũng nhiều bác cũng bảo là thôi cháu ạ, nếu mà ấy được đi tìm lấy một cái giường 1m6 về để cho Chía nó ngủ nghỉ các con cái các thứ ấy, cho nó được ấy hơn, được thoải mái hơn, cũng như là thêm một cái nữa là cái không gian ấy em cũng xem rồi, nhưng mà khả năng là nhà em Chía cho cái giường 1m6 đi vào đây trong này khả năng là sẽ rất là chật, bởi vì nhà nó đã bé rồi, xung quanh nhà nó cũng chỉ có những cái vách này thôi.
mà em dạo này em mang cái ấy lên ấy, mang cái đồ này lên ấy. Các bác gửi lên thôi, không phải em là người mang lên nha, mà các bác gửi lên thôi. Cái này cũng các bác gửi lên này. Nhà em chứa bây giờ toàn đồ các bác cho thôi. Bát đũa nhá, cả cái này hôm nọ là cũng các bác cho này. Đấy. Cả những cái bát này, nhưng mà em tin chắc cái này là của em chứa hoặc là của anh già gì đấy. Đây, em ấy ăn ấy các thứ, muối mắm các thứ các bác gửi lên trên này rất là nhiều đây này. Đấy. Xem là có món gì. Nồi sạch bách. Ai da. Còn cái này lá xả không biết là nấu với cái gì, lá hẹ hay sao? Lá hẹ nhá. Lá hẹ. Ăn rau. Đây chắc chắn là 99% là ngô. Ấy da, à, được đấy đấy, xem nào. Hôm nay món gì đây, bất ngờ quá đấy. Thịt đấy. Thịt nạc á. Ừ. Thịt nạc không nọ mình mua lên hay sao ấy? Này là còn ăn được không em? Để sợ lâu ấy. Nọ tàu mà. Nọ hay nọ tàu mà. Lâu chưa, để lâu chưa? Tàu phải tay lên nha, khơi thôi cả. Cô tử của. Nên là tạc khơi thôi. Bà ngoại. Bà ngoại ấy. Lấy bà ngoại về. Bà ngoại, hôm nay đi bà ngoại á? Bà là hôm nay bà ngoại về đây. À, hôm nay bà ngoại về thăm à? À, mình tay mua ở đây đi nè. Nên tay nhau à? Nhau từ. Hay dạ? Ở ngoài đấy, bà ngoại em, nhưng mình không biết là bà nào. À, thế á? Đấy, các bác ạ, bà nội về thăm thì không được gì, lấy cái võng đi, bà ngoại về thăm thì được nắm thịt này lấy từ nhà về à? Lấy từ ngậm cạch về à? Mình tay cho nó bố mà. Nhưng mà, để ý cho tôi nhé, chúng ta ngăn đi không? Cả tức luôn đi. Đâu, về đây xem bà ngoại. Mình tay cho từ nè. Bà ngoại về thăm. Cho nhà hơi tối đấy nhỉ. Đâu? Rồi bà về đây. Cần nó phụ à? À, bà quàng khăn bên này này. Ông một lần nữa. Lúc này giờ tôi đi lúa nữa. Lúc này giờ tôi lúa cao chê nó nữa. Tí nữa mất cái áo rồi. À, anh ta ấy hộ cờ cùng cất này lên cả. À đây đây đây. Đây chiếu hôm nay mặc cái áo này xinh này. Chà hắn nó thò, thò rút thò đi mà. Từ từ á. Nhiệt tài đi. Nhiệt tài á, co là nhiệt tài. Nhiệt tài. À, đây đứng xem nào. Đấy. Sao được đúng nhỉ? Xem giống nhau, cũng có phần giống nhau ấy nhỉ? Nan ná đấy. Nan ná. Thế bà là ở thôn Ngậm Cạch à? Không phải đâu. Nhà nuôi giò tứ. Nhà cô vậy. Nhà cô vai mà nuôi giò tứ. Nhà Mộc Cạch. Mộc Cạch, không phải là Ngậm Cạch đâu. Rể nè, rể. Rể rể cô vai mà hay rú ở trại này. Rể Mộc Cạch nè. Mộc Cạch em còn không biết là ở đâu ấy. Thế không phải nữa. Không phải Ngậm Cạch, không phải hôm nay mình bảo cái đâu. Mà nó tôi khí phỉ rồi, phù ra đây. Bà về đây chơi mấy hôm rồi. Khí phỉ hỗ trợ Mộc Cạch y. Mộc Cạch y. Y Mộc Cạch y. Không biết. Bà về đây chơi mấy hôm rồi? Con chỉ có tuần ông lý thôi mà. À, cũng có tuần à. Chào mô chứ mô. Mình chạy cho mô, đi cho mô. Vừa mới về. Vừa mới về á? Vâng, hôm nay, trưa nay vừa đến ấy. À, thế à? Thế là có xa bà đi về đến đây là hết bao nhiêu lâu? Đâu đấy. Một cà tàu thôi mà. Một cà tàu. Ăn đồ tành hay tốt giờ đi? Một tết tịch. Cái tành. Sống cho cô bé mà, một ít tính mà cho cho bà nhà. Một cái ít. Mà hai đứa có chuyện là cho ni hát một tiếng không hát một tiếng. Bà có thì thế tôi sổ không biết tiếng nào. Ba tiếng. Thiếp ba tiếng như bộ. Thế nào là ấy, gồm ông còn không? À, từ giờ xua thì xua. Vì dạ chứ nói ạ. Cũng ở nhà. Thế thì cũng mừng rồi. Thế là bà sao ít về thăm các cháu đây? À, từ đến thế tôi xuống ít rồi mà. Ít sống không? Một năm về một lần thôi. Một năm về một lần. Thế là năm nay là bây giờ mới về thăm được một lần này đấy. À, thế thì cũng ấy rồi. Thế là bà có mấy anh chị em? Ông mua hai là tuổi mình nhiều á bố. Ông mua tuổi mình sáu mươi, mua tuổi mình sáu mươi năm tuổi. Ông tuổi nhóc con này. Có hai. Hai tiệm là tà ó. Tà. Tà cậu tuổi, cháu tuổi tôi cháu tuổi thầy à. Còn 12 đứa, 6 trai 6 gái luôn. Ôi dồi, 6 trai 6 gái, tàu nó giờ to á. Thế là bà hôm nay về là làm được nắm thịt cho con gái à? Hả? Dù cây là bút được chứ. Ừ, dù cây bút được chứ. Thế là tuyệt vời đấy nhỉ. Bên này là con của bà nữa à hay sao? Phải không? Phải, bà là có hai đứa con gái. Tôi nhìn tôi tin lọc. Tứ, ôm nó từ miếng xe nhé. Bên này phải không? Tôi nâng à? Tôi nâng ra ôm từ miếng xe á? Ôm dù mà. Ôi dù mà. Hai chị em này, đây với lại chị này này, chị đang ở bên kia, không phải chị này, chị che cái cột vào rồi. À, thế. Đây cũng là con gái của bà. Thế là sang bên này làm dâu nhiều thế còn gì? Hai chị em. Hai chị em á, đi về đây xem nào, xem giống nhau không?
tuổi cháu nhé. Ừ, giống nhau không? Sinh gái như nhau đấy. Ý giả mà. Ý giả mà. Tổ nỉ à? Tổ nỉ á. Đấy, em chị. Lúc chia tứ? 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 Tức là cô là gả các cái con về đấy hết à? Về thôn này hết à? Giải về bên này mấy mấy người? Ố tủ mà nhỉ? Tôi là lúc là giòn đi. Tôi là ố tủ sẽ. Hai chị em đây này. Ai làm chị, ai làm em ấy? Tủ này mà tôi nhờ tùng tùng tạo này là nành cậu, nành cậu xong. Tủ này cậu xa xong. Chị này, em này. Thế sinh năm 2000 rồi thế. 22 tuổi là... 2000 à? Ừ, 22 thì 2000. Thì tâm sự cùng bà ngoại một tí, bởi vì là hôm nay mới biết là bà về đây chơi ấy các bác ạ. Thế là hôm nay bà về chơi vui không? Hôm nay từ nhiều tay tôi sợ giống xếp thì giống. Giống. Hôm nay là niềm vui nhân đôi rồi. Niềm vui nhân đôi có phần quà lớn. Thế bà tối nay về hay là mai mới về? Căn tụi theo mùng mà nhỉ? Thế thì bà nếu mà như thế thì rằng là cũng tối rồi, nhưng cháu khả năng không lắp được hội với ấy thì... Bà với lại chỗ già kia là cùng giúp chia dựng cái giường lên hộ chúng cháu với nhé. Bỏ ý cháu là tù lua chi bác tù chia được khó lua chan đi về. Vâng, vâng. Các bác, nhiều bác cũng hỏi bà là mẹ em chia đâu, bà bên ngoại đâu, sao không ấy ấy. Nhưng mà tức là bây giờ chia nó đi làm dâu rồi, bây giờ cũng về cũng không đất đai, cũng không có nữa ấy. Vâng. Nên đâm ra là... mình cũng không phải đánh đồng của ai xấu ai tốt, nhưng đại khái là trên mình cao là cứ đi lấy chồng là hết. Thế là bà năm nay là đây mới là lần đầu tiên lên thăm à? Thầu tụi chết là nhất đi cho ta này nữa thì tôi ít giàu mà. Thầu dư tụi mình nhuận đi thôi mà, ưu tại tụi tổ tát này này. Tụi mình nhớ một cái lý, một cái lý. Từ lúc để em bé này này, đấy là lúc vẫn còn ở trên nhà cũ ấy. Vẫn còn ở trên nhà trên kia. Tao tụi mình nhuận mà thôi, hôm nay là bà xông nhà mới thế. Bà xông nhà mới. Ít thế bà nhà mới này, lúc vào nhà mới, lúc chuyển xuống đây làm nhà mới này, bà có về ấy không, về ăn nhà mới không? Thầu uống nước trên đi cho tao, chỉ đầu tuổi mà. Chị bao này, hồ tỉnh thế này, chị không biết đâu. Không biết gì luôn à? Chị tôi này, chị bao này. Thế về đến đây thì là nghe chị kể chưa? Uống nước trên cái gì? Tại vì bảo là trước ở trên kia cũng kiểu là mẹ chồng với lại chị cũng không hợp ấy, nên là bà ít đến đấy. Thế à? Đấy. Giờ chị ở riêng thì chắc là bà cũng sang thăm thường xuyên rồi. Nhưng mà con cái chuyển xuống đây bây giờ bà mới biết ạ? Vâng. Tài thật nhỉ? Tại vì không có điện thoại liên lạc này, làm sao biết được ở xa nữa ấy. Hôm nay lên đây chắc. Thế bây giờ là con cái ở riêng như này rồi thì bà cứ ấy, bà cứ về đây mà thăm con cháu thân chắc. Mình nên lưu nhất lưu mõ, tôi xuống được thiết về. Thế là cũng tuyệt vời rồi. Hôm nay chúng cháu lên là mang khá là nhiều phần quà các bác. Tôi chẳng mà thế thì chẳng nốt tôi mà giống không được dụ quá được thế hả? Để xong rồi nhỉ? Vâng, cho chế là do biết thôi, biết rồi nhá. Con đi mà biết rồi cho chế thứ, chỉ do nó vua. Thế à, tôi sẽ phát xu. Phát xu thế, con đi. Thôi thôi đi. Gửi cái túm này đi, ba này để anh cho nhà gà đi. Dài, lớn đi. Đây gà nó giúp kiểu này. Mà gửi già bao gạo nhá. À không phải, gửi cho già bao gạo nhá, về ăn nhá. Về ăn ấy, cảm ơn hôm nay vất vả giúp chía chuyển cái thứ đồ đạc sang ấy. Nhá. Cảm ơn bạn nhá. Tuyệt vời. Được rồi, ok. Không dư sức rồi. Thế này vui là được rồi. Hôm nay giúp đỡ cả ngày rồi đâu nữa. Cũng là giúp em chía, cũng là giúp tem ấy. Không người chuyển cũng không ấy được. Nhà chía thì còn nhiều gạo. Lại lấy về cho vợ con ăn không nhá. Về thôi nhỉ. Chúng xem mọi người nhá, chúng cháu về nhá. Mù chê á. Mù đó, đu đu đó. Nếu mình chỉ tâm nên ra mà mù rồi. Hả? Nếu mình chỉ nên ra mà mù. Mù á. Nếu mà chỉ cho mà. Bà gì? Chị bà gì? Là ở một lúc nữa sao? Tu là bao. À vâng. Vâng. Sao xinh hả? Mình theo á. Mù chê á. Chị tí ô, mình sẽ bắt tắp bắt sao. Cho nên lâu nịt lúa bắt tắp bắt sao. Bà ngoại thay mặt em chia cảm ơn. À đấy à. Hôm nay là dòng á, nhiệt tài mù á, mù xì á. Phải có con gà đi theo chứ. Tôi xin phép hết rồi phải không? Hết rồi anh ạ. Ok.